Xin chào và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá. Quà dư cực của các bạn đã trở lại rồi đây. Và tôi có một câu đố dành cho anh em nha. Đố biết nhà bé có một cửa thôi, cửa này mà mở là người vào trong là cái gì? Đoán được không? Đoán được không cả nhà ơi? Comment ngay xuống bên dưới các bạn nha. 1, 2, 3. Chính xác, đó chính là cái camera đó mọi người. Vâng, nhờ có camera mà có biết bao nhiêu cảnh tượng thú vị, hài hước, khó đỡ của con người, động vật và cả thực vật nữa, muôn loài nữa đều được ghi lại hết trơn. Và ngày hôm nay vẫn tiếp tục là một chiếc series đầy vui nhộn, thì cùng tôi đi khám phá ngay và luôn những khoảnh khắc phi thường và đặc biệt nhất được camera ghi lại các bạn nha. Let's go. Thứ nhất, cách giáo viên gọi lên bảng. Thiệt chứ, ông bà nào mà họ đi học mà chẳng sợ giáo viên gọi lên bảng đến xón cả ra quần đúng không? Thầy cô của các bạn thường gọi kiểm tra bài như thế nào nè? Theo ngày sinh, theo tên hay là random? Nhưng bá đạo như thầy giáo này thì đúng là có 102 luôn nha mọi người. Thầy gọi học sinh lên bảng bằng cách quay sổ số kiến thiết. Có lẽ thầy cũng thuộc hệ chơi tâm linh đỏ đen đây nè. Nhìn những dãy số đang quay, lòng các em lại cảm thấy chết nhiều thêm một chút nữa. Và có lẽ là lần đầu tiên trúng số mà chẳng thấy vui tí tẹo nào luôn á mọi người. Thứ hai, mèo giàu, mèo nghèo. Sự khác nhau giữa mèo giàu, mèo nghèo là gì đây? Vâng, chính là cái kiểu đã được ăn ngon, ăn hẳn hải sản tươi sống, ăn hẳn một con tôm to tổ bố, nhưng vẫn chê ổng chê eo anh em ơi. Một chiếc mèo cực kỳ là chảnh chóa luôn. Thấy hải sản là nhìn với con mắt đầy khinh thường, thậm chí còn nôn ọe nữa chứ. Đúng là người ăn không hết cả lần chẳng ra. Nhưng có lẽ không ngoại trừ trường hợp chú mèo béo này bị dị ứng với tôm chẳng hạn ha. Thôi, thông cảm cho nó đi. Thứ ba, cú bật nhảy 2,56m của Ronaldo. Không phải là fan cuồng bóng đá, thế nhưng chắc chắn là các bạn ai cũng biết cú bật nhảy thần kỳ cao đến tận 2,56m của anh bãi rồi đúng không nè. Dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần thì bất cứ ai cũng phải đến há hốc cả mồm. Một pha đỡ bóng bằng đầu phá vỡ mọi luật vật lý khi bàn chân của CR7 cách mặt đất đến tận 71cm luôn. Và thực sự là nếu như mà chứng kiến pha bật nhảy trên thì nhiều người phải gọi bằng thắng cô Ronaldo là một sự phi thường và cực kỳ điên rồ. Quá đỉnh luôn anh ơi. Thứ tư, chú chó bất lực. Trận chiến của hai chú dê và chó bắt đầu. Các anh em ơi, dự đoán tỷ số xem dê với chó đứa nào sẽ giành phần thắng nha. Thiết đầu công đến đây. Ủa, sống chúng ta, chó buồn xếp. À, tao lại gần lắm rồi đó. Sao mày vẫn cụng hoài mà không trúng vậy dê? Sao mày hồ đồ vậy? Sao mày ngốc nghếch vậy? Thứ năm, ảo thuật gia đại tài. Cần gì phải ra ngoài xem ảo thuật trong khi bạn đã có một ông bố ảo thuật gia đại tài rồi. Từ bộ phim Harry Potter, ông bố đã khéo léo vận dụng hết tài năng của mình, lấy luôn hai cái kẹo ra trước sự trầm trồ, thắng phục của hai cậu con trai nhỏ. Không chỉ bọn trẻ mới bất ngờ đâu các bạn, mà ấy cũng khi xem cũng phải há hốc mồm luôn á chứ, ảo vãi cả chưởng luôn. Thứ sáu, dắt chó đi dạo thời Covid. Bạn đang nuôi chó, bạn đang muốn dắt chúng đi dạo nhưng lại ngại dịch bệnh. Đừng lo, vì đã có một thiết kế cực kỳ thông minh giúp bạn giải quyết ngay vấn đề nan giải này. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị chiếc vali đưa chó đi khắp thế giới 2-1, vừa tiện lợi đưa boss cưng đi dạo, lại còn vừa có vách ngăn khỏi lo dịch bệnh luôn nha. Sắm ngay cả nhà ơi. Thứ bảy, bạn thân. Trong cuộc đời này, bạn thân mới là những cái đứa khốn nạn nhất đó nha mọi người. Chỉ có thể là bạn thân thôi. Trong một trận đấu bóng cam go quyết liệt thì một ông anh trong lúc phấn khích mất kiềm chế đã bất ngờ ngã vào hàng rào trong tư thế cực kỳ là khó đỡ. Tuy nhiên thì mắt sắp thấy bạn ngã đến nơi rồi mà anh kia còn sẵn sàng đẩy cho bạn mình tiếp đất nhanh hơn nữa. Quả nhiên bạn thân mới xuống tay tàn độc như vậy đúng không? Hảo huynh đệ, hảo chí cốt mà. Tình anh em chắc có bạn lâu hen. Thứ 8, dạy chó lấy lì xì. Tết nhất tới nơi rồi các bạn ơi, vui nhất là được lấy bao lì xì đúng không mọi người? Cơ mà nếu như anh em nào đã hết tuổi nhận rồi mà vẫn muốn được lì xì thì học ngay phương pháp này nè. Chủ dạy chó cách để lấy hồng bao. Lúc dạy thì là như thế này, nhớ kỹ nha, nhớ kỹ nghe chưa? Lúc lấy thì phải vậy nè. Đến khi thực hành, chó cảm ơn ạ, chó không lấy đâu ạ. Lì xì rơi xuống rồi, chó ta ngay lập tức cấp lấy chạy biến vào trong luôn. Ý hay nha. Nhà nào mà có chó mèo mọi người áp dụng ngay và luôn đi mọi người. Đợi chờ gì nữa trời, thoải mái thời gian mà tập luyện từ giờ tới Tết luôn là vừa rồi nghe. Thứ 9, anh cảnh vệ cute.
đi làm nhiệm vụ nhưng cũng không quên đu idol nha anh em. Có vẻ như lợi ích lớn nhất của các anh cảnh vệ đó là toàn được gặp và ở gần với các ca sĩ, diễn viên, idol nổi tiếng đó. Nhạc lên phê quá trời mà, không thể kìm nổi cảm xúc luôn rồi. Quậy tới bến luôn mấy má ơi. Hey 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 hey. Ôi đáng yêu quá trời mọi người ha. Thứ 10, mèo mẹ dạy dỗ kẻ bố láo. Tôi chắc chắn luôn là bà mẹ nào cũng sẽ luôn luôn bảo vệ những đứa con cưng của mình thôi. Chú mèo nhỏ đang lân la đến chơi thì bị mèo trắng béo đánh cái bóp. Ái, đau quá. À, cái thằng này mày dám đánh con bà hả? Con ra đằng sau mẹ đi để mẹ xử đẹp nó cho. Mày tới số mày rồi. Này thì dám đánh con bà nè. À, mặt thằng mèo ngợt ra luôn rồi mọi người. Sợ lắm đúng không? Cho chừa cái tội đánh trẻ nhỏ đi. Cẩn thận lại vào đồn công an như bà mẹ kế ác độc nào đó đã ra tay với chính đứa con chồng của mình đó nghe. 11. Miếng ăn. Các cụ có câu trời đánh tránh miếng ăn, thế nhưng trời không đánh thì miếng ăn nó vẫn cứ bay đi như thường. Liệu cái miếng pizza này nó có thù oán gì với ông anh hay không? Mà cớ làm sao cho vào miệng mãi không được vậy trời? Nhìn mà cũng sốt ruột hộ luôn á nha, cực kỳ là chiếu khọ. 12. Gấu mèo đạp xe. Gấu mèo, siêu trộm hài hước và đáng yêu nhất hệ mặt trời, thì ra cũng có cái biệt tài đáng kinh ngạc thiệt sự. Ví dụ như đây nè, các bạn đã thấy con gấu mèo nào lại cong cái phao câu lên để đạp xe như thế này chưa? Ê, ê, cố lên nè. Vì một cái Tết không béo, giảm cân, phải giảm cân. Có cố gắng, 10 điểm về chỗ, mai mời phụ huynh cho tôi. 13. Mỹ nữ trượt băng. Video này sẽ giúp cho các anh em được dịp bổ cái con mắt luôn nha. Mỹ nữ kìa. Thực sự quá là xinh đẹp và gợi cảm các bạn ha. Oh my god. Wow. Nữ vận động viên trượt băng không chỉ khiến chúng ta ngỡ ngàng vì ngoại hình, mà còn vì tài năng nghệ thuật của cô ấy nữa. Xuất sắc quá em ơi. 14. Nuôi khỉ thành pet. Nếu như bạn đã quá là mệt mỏi với cái sự nghiệp nuôi chó mèo thì có thể chuyển sang nuôi khỉ, một loài thông minh và có ý thức hơn. Nhìn ba chú khỉ này kể ra cũng dễ thương và biết nghe lời phết đó các bạn ha. Rất có trật tự và kỷ cương nghe. 15. Rơi điện thoại. Các bạn đang thắc mắc là lý do ông anh này ôm đầu và bày ra cái vẻ mặt đầy đau khổ này đúng không? Lý do dễ hiểu lắm mọi người ơi. Toan rồi bố em à, điện thoại anh chàng đã rơi xuống đầm lầy cá sấu. Trời ơi, cái cổ quan tài di động chết người, khiến ai cũng sợ tái mét mặt mày kìa. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Cả bầy cá sấu đang ở bên dưới. Thôi thì anh em cứ bình tĩnh nha, đi mua cái điện thoại mới đi chứ còn cái gì nữa, nuối tiếc làm chi. 16. Này thì troll. Anh em chắc cũng đang nghe câu nói cười người hôm trước hôm sau người cười rồi hen. Cô gái này đang định troll anh chàng bạn học đang gật gù phía sau thì ôi dồi ôi, ngã lăn quay ra ghế một cách đau điếng. Anh bạn bị troll cũng nhanh tay giữ ghế nhưng mà không có kịp. Có lẽ gieo nhân nào gặp quả đấy, rất đúng trong trường hợp này luôn. Kẻ đi troll lập tức trở thành nạn nhân chỉ trong phút một mà thôi. 17. Nghiệp quật. Ta nói nha, đi ra đường á thì bớt hổ báo cáo chồn lại nha trời, kẻo nghiệp quật tơi tả không vừa một ai đâu đấy. Ông chú già này qua đường trong khi đèn giao thông vẫn đỏ rực, sai lè lè ra rồi mà còn bảo thủ chửi lại tài xế ô tô nữa chứ. Này thì chửi nè, choáng chưa, ông chú quê một cục bự chảng vì đập ngay cái mặt vào cột đèn đó. Đã cái nư tôi ghê mọi người. Các bạn thân mến, thế giới của chúng ta ẩn chứa rất là nhiều điều kỳ lạ và thú vị. Nếu như không có camera ghi lại, chắc chắn các bạn không thể nào chiếm ngưỡng được những khoảnh khắc đặc biệt này rồi, đúng không nè? Tiếp đến nha, là chuyên mục được các bạn mong chờ nhất đây nè. Khán giả hỏi, admin trả lời. Cùng tôi đọc qua những chiếc comment hay nhất trong video trước, giải mã chính bí ẩn ly kỳ và đáng sợ về những bức tượng huyền bí đột nhiên chuyển động các bạn nha. Bạn Vĩ Tô comment, em rất thích các câu chuyện thần thoại về các vị thần trong quá khứ. Mong anh làm về video có liên quan về các câu chuyện thần thoại nhé. Ok em, ý, chủ đề này hay tuyệt vời luôn á nghe. Vậy thì nhớ đợi video tiếp theo của tụi anh nha. Bạn Mai Lan comment, đúng là thiên nhiên tạo hóa, có nhiều thứ con người chúng ta vẫn chưa lý giải được. Thiệt chứ, thế giới có quá là nhiều điều bí ẩn lắm bạn ơi. Bạn Mai Ly bình luận dày, bức tượng Bạch Tuyết kinh dị quá, con mắt của Bạch Tuyết to lên và rất ghê. Tôi cũng sợ giật cả mình khi mà xem lại đoạn video đó luôn á chứ, ghê quá trời đúng không? Các bạn thân mến, đến đây thì video ngày hôm nay của chúng ta xin được tạm dừng. Các bạn thấy khoảnh khắc nào là ấn tượng nhất, hãy cùng comment để cho Nghiện Khám Phá được biết các bạn nhé. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Nghiện Khám Phá của bây giờ. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở các video thú vị sau nha. Bye.